Kính thưa cô Lan, thưa thầy sĩ, thầy Giáp và quý vị đồng nghiệp. Thì trước đến giờ khi mà nói về các bệnh lý giấc ngủ đó, thì trong hô hấp mình hay nói nhiều về cái hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Thành ra mà khi mà nói hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì cái đầu tiên mình hay nghĩ đó là người đó có béo phì hay không? Tại vì nếu có béo phì thì coi chừng là có ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Nhưng mà sự thật cái câu chuyện á là béo thì nó có ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì đúng rồi, nhưng nó còn cái chuyện gì nữa? Thì cái chuyện gì nữa ở đây người ta gọi là cái hội chứng giảm thông khí phế nang. Thì hôm nay thì tôi xin trình bày kỹ về cái hội chứng giảm thông khí phế nang này. Thì mình nhìn thấy cái hình này, đây là một cái người béo phì và đang buồn ngủ đúng không? Vậy người này có bị hội chứng giảm thông khí, béo phì giảm thông khí phế nang hay không? Vậy hội chứng béo phì giảm thông khí phế nang nó được kết hợp bởi gì? Thứ nhất là kết hợp bởi béo phì. Béo phì mình có là cái BMI lớn hơn 30 kg trên một mét vuông da. Nhớ là ở Việt Nam mình hoặc nước châu Á thì cái chỉ số này có thể là khác. Cụ thể là bao nhiêu? Mình phải lo mình đi làm nghiên cứu thêm. Còn bây giờ là của nước ngoài, đó là 30 và người ta có lưu ý. Ở khu vực châu Á thì ít hơn. Thứ hai, làm sao nói được là nó có hiện tượng giảm thông khí phế nang? Thì nghĩa là cái hiện tượng hít thở của nó không có đủ. Làm cho cái PaCO2 trong máu động mạch trong cái giai đoạn mà lúc thức đó nó đã lớn hơn 45 mm thủy ngân rồi. Và phải làm thêm một điều nữa là cái việc tăng CO2 này không phải do một nguyên nhân khác. Ví dụ nó không phải là một trường hợp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính làm CO2 tăng, nó chỉ có béo phì thôi mà lại có tăng CO2 nữa. Vậy có hai ý ha. BMI lớn 30 và PaCO2 máu lớn hơn 45. Mình lướt qua một cái, tại sao trong cái hội chứng béo phì giảm thông khí phế nang này nó lại có cái chuyện này và cái mức độ trầm trọng ở trong cộng đồng như thế nào? Thì người ta thấy rằng bây giờ cái tần suất dư cân của chúng ta và béo phì trên thế giới là nhiều lắm. Cứ 3 người trưởng thành thì có 1 người dư cân với BMI là lớn 25. Ví dụ tôi là dư cân đây, 25,8 kg mét vuông da, dư cân rồi. Và 1 trên 10 người trưởng thành là có béo phì với cái BMI lớn hơn 30. Đấy, cho nên mình có thể nhìn thấy được rằng cái đối tượng phục vụ của mình nó sẽ thay đổi như vậy. Vậy thì cái câu hỏi tần suất của OSA là bao nhiêu, của cái OHS tức là hội chứng béo phì giảm thông khí là bao nhiêu? Thì người ta tính ra nó là khoảng 0.4% của người trưởng thành. Và nếu chỉ tính trên những người béo phì thôi đó thì nó sẽ là 8-20% những bệnh nhân béo phì đến khám. Đó. Và ở Đông Á đó, là cái khu vực của chúng ta ở đó, thì cái OHS này nó xảy ra trên người có BMI thấp hơn, nhưng mà bao nhiêu thì có lẽ chúng ta cùng cái hội chúng ta cùng làm một nghiên cứu để trả lời câu hỏi BMI này. Nó khác với OSA khi nó xảy trên bệnh nhân nam nhiều hơn bệnh nhân nữ, thì trong béo phì giảm thông khí thì nam nữ giống như nhau, không có sự khác biệt giới tính ở trong trường hợp này. Vậy tại sao lại có hiện tượng giảm CO, làm tăng CO2 trong máu? Làm sao có hiện tượng giảm CO oxy trong máu như vậy? Thì người ta thấy rằng khi mà có béo phì thì thứ nhất nó sẽ có hiện tượng bất xứng của thông khí tưới máu, bất xứng V trên Q. Thứ hai, trong đường béo phì thì nó làm hẹp cái đường hô hấp trên, nó sẽ có khả năng có OSA. Và khi một cái người bị béo phì như thế thì mỗi lần người ta hít thở để mà thay đổi được cái thể tích lồng ngực ra đó thì họ phải tăng công thở rất là nhiều, họ phải dùng một cái áp lực nhiều hơn nữa để cho cái lồng ngực có thể giãn được tốt. Và ở trong béo phì nó có một hiện tượng đề kháng leptin. Và chính vì cái hiện tượng mà giảm bất xứng cái V trên Q này, nó sẽ làm giảm PaO2 và các hiện tượng là OSA cũng như tăng công thở cũng như là hiện tượng mà giảm kích thích thông khí bởi cái việc đề kháng với leptin này, nó làm giảm cái đáp ứng với thông khí của người bệnh nhân. Và khi thông khí giảm như vậy thì CO2 nó sẽ tăng lên. Vậy mình hỏi là vậy thì người bệnh nhân béo phì nào, người béo phì nào cũng sẽ bị OHS hết à? Hay có người béo phì mà không bị OHS, có người lại bị? Người ta tiến hành nghiên cứu, người ta xem thử cái đặc tính giữa hai cái nhóm bị và không bị OHS nó khác nhau ở điểm gì. Thì quý vị có thể thấy được trên bảng này là người ta đã khảo sát cái thăm dò chức năng hô hấp cho bệnh nhân. Thì ở đây ví dụ trong đài này thì người ta thấy rằng cái người nào mà không có OHS á, thì chỉ số FEV1 đến FVC nó là bình thường. Nhưng cái người mà có OHS thì có thể bình thường, nhưng một số trường hợp mình thấy có giảm. Vậy là có tắc nghẽn luồng khí ở trong trường hợp béo phì này.
mình nhìn qua cái TOC nè, TOC là tổng dư lượng phổi, cái người mà không có giảm OHS thì bình thường, nhưng mà người OHS thì giảm nhẹ, nghĩa là ở trên cái người có béo phì á, thì sẽ có một hiện tượng là hội chứng hạn chế cái thể tích phổi để mà nó tham gia vào quá trình hô hấp, nó giảm đi. Cái FRC thì nó đều giảm trong trường hợp cả hai người này, nó khác biệt lắm. Tại vì nếu như trong trường hợp mình coi thử nó có tăng lên trong cái bệnh CBD không thì nó sẽ tăng, nhưng mà trong trường hợp FRC này nó sẽ giảm. Cái VC ở trong trường hợp của OHS nó sẽ giảm nhiều, còn trong OHS thì nó không. Sức mạnh cơ hấp cũng vậy, sức mạnh cơ hấp trên người OHS nó giảm rất là nhiều, nó không có bằng những người không có OHS. Vậy thì giờ mình xem thử rằng là vậy thì một cái người béo phì họ có thể có những cái kết cục gì liên quan đến hội chứng béo phì giảm thông khí này. Thì chúng ta thấy về cái cơ chế bệnh sinh đó, thì trẻ mà béo phì thì đương nhiên người đó sẽ có một cái chuyện là cái cơ thể họ tăng cái đòi hỏi về cái công thở và tăng cái sự đòi hỏi về thông khí phúc để đủ sức duy trì cái thông khí với nang. Người béo phì nào cũng bị cái câu chuyện như vậy cả. Nhưng mà hễ người béo phì nào đó mà họ có khả năng tăng được cái xung động thở và thông khí phúc để bù trừ cho cái nhu cầu tăng lên của cơ thể, thì lúc bây giờ thông khí phúc của họ sẽ bình thường và PaCO2 của họ sẽ bình thường. Ngược lại, những người nào mà họ không thể đáp ứng được cái chuyện mà nhu cầu tăng lên, tức là có nhu cầu mà không đáp ứng được, họ không tăng được cái xung động thở và tăng thông khí phúc, thì họ sẽ dẫn đến là giảm thông khí. Và khi họ ngủ, cái chuyện này càng nặng hơn nữa, nó sẽ được phiên dịch ra bên ngoài bằng cái sự tăng lên của PaCO2 và giảm của PaHO2 này. Như vậy thì ở trong cái chỗ này á, thì thông khí bình thường, PaCO2 bình thường thì sẽ chia làm hai. Một bên là béo thì đơn thuần, họ không có cái câu chuyện hết, khi ngủ cũng không có chuyện gì luôn. Nhưng mà bên khác thì sẽ có cái OSA đơn thuần, bởi vì họ béo phì quá, họ tắc nghẽn đường hô hấp trên, cho nên sẽ có OSA đơn thuần. Cái loại thứ ba là họ vừa có giảm thông khí với nang, vừa có OSA khi ngủ, là họ kết hợp chồng lấp, vừa giảm thông khí với nang, vừa ngưng thở tắc nghẽn thức ngủ. Thì người ta thấy rằng ở trong cái bối cảnh này, 90% các trường hợp là có sự chồng lấp của hai thứ. Cho nên mình mới thấy là cứ béo phì thì mình nghĩ ngay đến ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Nhưng nào ngờ cũng có 10% không phải, nó chỉ có hội chứng giảm thông khí với nang đơn thuần mà thôi. Bởi vì cái sự kết hợp giữa OSA với lại là OHS nó mật thiết như thế. Cho nên người ta mới xem thử là có cái sự tương tác gì giữa béo phì và OSA hay không. Thì đây, trong béo phì thì có hiện tượng tăng cái kháng leptin và tăng tải cơ học này, nó dẫn đến giảm thông khí. Và hễ nói đến béo phì giảm thông khí thì sẽ nói đến giảm PaCO2 mạng tính. Nhưng mà trong cái trường hợp OSA, nó cũng có hiện tượng tăng CO2 cấp khi ngủ, tại vì ngưng thở nó tắt đường thở mà. Và khi như vậy thì nó sẽ có giảm thông khí, giảm cái việc tăng thông khí bù trừ và giảm bài tiết HCO3, cho nên cái HCO3 trừ nó sẽ tăng lên. Và khi HCO3 trừ tăng lên kéo dài hoài như vậy thì cái đáp ứng của cơ thể đối với tình trạng thông khí cũng giảm nữa, làm PaCO2 nó sẽ tăng mạng tính. Vậy thì cái hậu quả của việc vừa bị giảm thông khí với nang, vừa bị OSA có thể kết hợp hoặc không với OSA, nó sẽ dẫn đến gì cho người bệnh nhân này? Thì thứ nhất là nó sẽ về trên thần kinh, nó sẽ làm giảm cái xung động thở rất là nhiều. Trên hô hấp thì nó làm thông khí hạn chế, tăng áp phổi, giảm PaO2 và tăng PaCO2. Trên đường thở thì nó sẽ những người béo phì thì sẽ đặt nội khí quản rất là khó vì OSA. Về những cái bệnh tim mạch thì có suy tim sung huyết, bệnh mạch vành, bệnh khác, khó thở, khó xoay trở và khó lấy tĩnh mạch. Thực ra là mình nói thôi, cái người này giảm thông khí thì kệ họ, OSA thì kệ họ, tại sao mình lại phải quan tâm đến vấn đề này? Quan tâm đến vấn đề này là bởi vì cái biến chứng mà cái giảm thông khí với nang nó sẽ đem lại cho người bệnh nhân của mình. Thì người ta thấy rằng nếu có béo phì như vậy thì mình sẽ thấy là cái bên thứ nhất á, là nó sẽ có thể bị OSA, tức là ngưng thở tắc nghẽn cũ và béo phì giảm thông khí. Thì như vậy là OSIMO nó sẽ giảm. Khi OSIMO mà giảm như vậy thì nó sẽ làm co thắt cái động mạch phổi và làm tăng áp phổi lên. Nhưng mà người béo phì ngoài cái câu chuyện mà nó giảm OSIMO đó, nó lại còn cái câu chuyện là tăng cái thể tích máu toàn bộ nữa. Khi mà tăng thể tích máu toàn bộ á, thì cái bên... một bên thì nó sẽ làm tăng cái cung lượng tim lên, còn bên kia thì tăng lượng máu đến phổi. Khi mà tăng lượng máu đến phổi, giảm OSIMO, co thắt mạch phổi, cho nên cái người béo phì này nó sẽ có một tình trạng tăng áp phổi. Và nếu tăng áp phổi như vậy thì nó sẽ làm tăng tải thất phải, nó dày thất phải và kết cục cuối cùng của nó là suy tim phải. Còn ở trong cái trường hợp tăng cung lượng tim thì nó sẽ làm tăng tải thất trái, tăng dày thất trái. Mà trên những người béo phì này, nó là một cái yếu tố nguy cơ của tăng huyết áp, của bệnh mạch vành, cho nên sẽ có tăng huyết áp của bệnh mạch vành, nó sẽ làm cho tình trạng dày thất trái nó nặng hơn,
suy tim trái nặng hơn, và cuối cùng là bệnh nhân suy tim toàn bộ. Như vậy đối phó với béo phì, giảm thông khí, mình không phải đối phó với hiện tượng ngay thực tế của một cái đêm đó họ khó thở, họ giảm thông khí, mà mình còn đối phó với cái nguy cơ lâu dài, bởi vì gia tăng của cái tình trạng suy tim và bệnh lý tim mạch. Như vậy là mình đã đi qua được cái cơ chế mà phát sinh ra bệnh đó rồi. Bây giờ mình xem thử trên thực hành lâm sàng mình dùng như thế nào để mà mình đánh giá chuyện đó. Thì mọi sự sẽ bắt đầu từ một người bệnh nhân béo phì với BMI lớn hơn 30. Ở đây mình sẽ đánh giá hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất, nó có nguy cơ, người bệnh nhân này có nguy cơ bị béo phì giảm thông khí hay không? Hoặc người này có nguy cơ bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ hay không? Thì chúng ta dùng những chỉ số nào? Thứ nhất, đối với ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, chúng ta dùng cái điểm stop bang. Stop bang là viết tắt của 8 cái chữ đứng đầu: snoring, tiredness, rồi observe apnea, pressure, BMI, age, neck với gender. À, mình nhìn với trong này, cứ mỗi lần trả lời có một cái thì cho một điểm, lớn hoặc bằng 3 điểm thì đó là người có nguy cơ bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, là OSA ở đây. Còn làm sao mà phát hiện béo phì, cái hội chứng giảm thông khí phế nang? Người ta nhìn có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là SpO2. SpO2 khi thức không có thở oxy nhỏ hơn 94%. Con số ở đây là số 94% chứ không phải số 90% đâu. Khi thức nó là 94%, còn mình là phải 97, 98, 99% chẳng hạn vậy. Và thứ hai, người ta không có khí máu động mạch ở đây. Người ta chỉ cần lấy thí máu, cái tĩnh mạch thôi. Người ta đo cái HCO3 trừ ở trong máu. Nếu nó lớn 27, thì người ta làm nghiên cứu, người ta thấy rằng HCO3 trừ mà lớn 27 này, thì nó tiên đoán được cái PaCO2 trong máu lớn hơn 45mm thủy ngân, rất là gần gũi. Cho nên người ta chỉ cần làm khí máu, làm cái tĩnh mạch thôi là được rồi. Rất là tiện cho mình. Nếu mà có hai câu chuyện này, thì người đó có nguy cơ bị OHS, tức là giảm thông khí phế nang. À, như vậy thì nếu không có nguy cơ bị cái này, nếu mình khảo sát hai cái này không đó, cái này không có, thì người này là béo phì đơn thuần thôi, yên tâm, chỉ có hơi xấu tí thôi, chứ cũng chưa có đến nỗi OHS, cũng có chưa đến nỗi là OSA đâu. Nhưng bây giờ nó có hai thứ này, một hoặc hai thứ này thì có nguy cơ OHS còn OSA, thì mình phải làm gì để khẳng định lại OHS? Thì khét xét nghiệm của nó rất là đơn giản thôi, đó là khí máu động mạch. Khí máu động mạch khi thức lớn hơn 45mm thủy ngân mà không do nguyên nhân gì khác thì chính thị anh chàng này là OHS rồi, hội chứng béo phì giảm thông khí phế nang. Và để có xác định được cái OSA, tức là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, thì làm đa ký giấc ngủ hoặc đa ký hô hấp, mình tìm có AHI lớn hơn 5 đấy. Thì như vậy thì mình kết hợp hai câu chuyện này, mình có OHS đơn thuần, nghĩa là nó chỉ bị bên khí máu động mạch này thôi mà cái PSG nó bình thường, hoặc là mình thấy hoặc là PSG nó bị lớn 5 nhưng mà khí máu động mạch nó không có bị là lớn 45, thì nó là OSA đơn thuần. Còn nếu nó bị cả hai thì là OHS đơn thuần. Như vậy mình thấy cái cách tiếp cận chẩn đoán hội chứng béo phì giảm thông khí phế nang không phải là một chuyện gì ngoài tầm tay với của mình để mình có thể làm được. Như vậy cái việc chẩn đoán tương đối là dễ dàng. Mình dùng cái gì? Mình dùng béo phì, mình dùng bản câu hỏi stop bang, mình lấy khí máu tĩnh, lấy máu tĩnh mạch, mình lấy cái SpO2 mình cặp. Sau đó một bên thì mình làm khí máu động mạch, bên kia mình làm cho đa ký giấc ngủ hoặc đa ký hô hấp, là mình chẩn đoán được cái câu chuyện đó rồi. Vậy giờ điều trị mình làm sao? Thì điều trị người ta thấy rằng ở trong cái vấn đề này đó thì nó sẽ gồm có ở trong cái người mà bị OSA với lại là bị OHS, nó sẽ có hiện tượng giảm thông khí phế nang. Và cái chuyện thứ hai là việc tăng cái áp lực động mạch phổi, đó là hai cái bề nổi của tảng băng. Nhưng bề chìm của tảng băng ở dưới này là gì? Đó là hiện tượng tăng huyết áp, bệnh lý mạch vành và tình trạng là đái tháo đường và rối loạn những kiểm phán khác cho bệnh nhân mà bị béo phì. Thì người ta thấy rằng nếu mà mình ta khử được cái câu chuyện mà hai cái này thì người ta chỉ dùng thở áp lực dương vào tối thôi là nó sẽ khử được cái hội chứng giảm thông khí phế nang và giống béo phì giảm thông khí phế nang và OHS rồi và OSA rồi. À, nhưng mà sau đó thì nó tiếp tục cũng vậy thôi, nhưng mà nó không thể nào giảm được cái nguy cơ ở phía dưới của tăng huyết áp với lại đái tháo đường đâu, mà lúc đó người ta phải điều trị thêm nữa, ví dụ tập thể dục đi, ví dụ ăn uống đi để mà giảm cân. Tại vì cái gốc ở trong cái hội chứng béo phì giảm thông khí phế nang cũng như cái gốc của cái chuyện là ngưng thở tắc nghẽn cũ, đó là tình trạng béo phì quá độ. Cho nên là giảm béo phì bằng cái phương thức này thì nó sẽ có hiệu quả trong chuyện đó. Vậy thì quay lại chúng ta thấy rằng, vậy thì điều trị cái ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ và điều trị hội chứng béo phì giảm thông khí phế nang là người ta phải viện đến cái thở áp lực dương. Vậy thì khi mà đặt đến cái thở áp lực dương á, thì mình cần phải trả lời là liệu rằng mình cho thở cái máy gì, máy CPAP hay là máy BiPAP. Thứ hai là mình theo dõi đáp ứng ra làm sao. Thì đây,
thì bây giờ người ta sẽ thấy OHS ở đây, người ta sẽ coi với chỉ số ASI. Nếu chỉ số ASI nhỏ hơn 30 nhưng mà bệnh nhân vẫn có PaCO2 tăng tất cả thứ, thì người ta hồ nghi rằng trong người này cái tổn thương chính mà họ có đó là tổn thương giảm thông khí. Mà đã giảm thông khí thì là cái cơ hấp nó không có thở tốt được rồi, cho nên phải cho bệnh nhân một cái support, một cái pressure support. Mà muốn cho một cái pressure support đó thì người ta phải dùng thở nip đấy và cộng trừ thở oxy thêm. Nhưng mà nếu người ta thấy cái này đã ASI lớn hơn 30 rồi thì có lẽ là do ngưng thở, tắc nghẽn lúc ngủ, nó đã dẫn đến các cái câu chuyện còn lại. Cho nên cái khởi đầu ban đầu của người ta sẽ dùng CPAP, CPAP dùng áp lực để mở đường thở ra. Đấy. Và nếu mà không đáp ứng thì sao? Không đáp ứng theo cái hướng này thì chuyển qua níp. Còn nếu có đáp ứng thì tiếp tục thở CPAP. Đây là một cái cách tiếp cận mình khá là đơn giản. Nếu OHS là chính thì BiPAP. Nếu OSA là chính thì CPAP là cái khởi đầu ban đầu. Như vậy thì mình follow up mình làm như thế nào? Thì bây giờ mình cho thở CPAP rồi thì bắt đầu mình xem thử bệnh nhân này nó có đạt được cái câu chuyện là SAO2 trong khi ngủ lớn hơn 90% hay không? Và nó có khử được các hiện tượng ngưng thở, tắc nghẽn khi ngủ khi dùng CPAP hay không? Bởi vì khi mà khởi dụng CPAP thì tôi mong muốn đường thở nó mở ra mà, tôi mong muốn oxy máu nó tốt hơn mà. Vậy nếu hai điều đó được rồi thì ok, tôi làm tiếp tục. Còn nếu không được, cái tình trạng CO2 nó vẫn còn cao. Sau khi tôi coi chuyện này là chuyện của cái ngưng thở OSA này, là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ này, thì tôi coi cái câu chuyện còn lại là nó có thể làm giảm được hiện tượng mà giảm thông khí với nang hay không. Nếu tôi thấy PaCO2 nó nhỏ hơn 47 mm thủy ngân rồi, ok, người này là tốt rồi, thì tôi tiếp tục chữa. Nhưng mà nếu không, cái này nó vẫn tiếp tục lớn hơn 47 thì tôi phải chuyển qua thở bypass. Ngược lại phía bên này, bypass bên này là đối với những OSA ban đầu, thì chúng ta sẽ theo hướng này, vẫn theo cái SAO2 có cải thiện hay không. Chúng ta theo cái hướng bên dưới. Như vậy cái góc ở đây thì chúng ta dùng PaCO2 máu mà 47 mm thủy ngân có SpO2 vượt lên được 90% hay không và có khử được các hiện tượng ngưng thở bên tối hay không để mà biết. Khi mà nó không có còn đáp ứng nổi với tất cả điều trị này thì chúng ta sẽ có những biện pháp khác như là khai khí quản, thắt dạ dày, dùng thuốc kích thích hô hấp ở trong bối cảnh này. Như vậy thì tôi xin kết luận lại cái bài trình bày của mình bởi những cái điểm sau đây. Cái điểm thứ nhất về cái tầm quan trọng của cái OHS đó, thì OHS là hội chứng béo phì giảm thông khí với nang, nó gặp từ 8 đến 20% những người béo phì đến gặp mình. Và khi mà có cái hội chứng này thì nó sẽ ảnh hưởng rất là xấu đến sức khỏe chung, đặc biệt là sức khỏe tim mạch. Cái OHS này nó rất là hay chồng, nó hay kèm với bệnh ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ OSA đến 90% các trường hợp, cho nên cần phải lưu ý rất là kỹ. Muốn chẩn đoán được OHS thì cần phải một là coi thử cái BMI có lớn 30 mm thủy ngân, 30 kg trên mét vuông da hay không, kèm thêm PaCO2 máu lớn 45 mm thủy ngân hay không. Đó là tiêu chuẩn của OHS. Cái PSG cần luôn luôn được chỉ định, bởi vì OHS sẽ kèm với OSA trong 90% các trường hợp để chẩn đoán nó có cái OSA hay không. Và khi mà điều trị OHS thì chủ yếu là dựa trên thở máy áp lực dương. Chúng ta có thể dùng CPAP hoặc thở níp cộng trừ với oxy tùy theo cái trong trường hợp này, cái trội lên là OHS hay trội lên là OSA. OHS thì cần thông khí thêm cho bypass, OSA thì cần mở đường thở cho CPAP. Cái dinh dưỡng tiết chế, vận động tích cực thì luôn luôn là điều cần thiết. Tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi tất cả quý vị đồng nghiệp.